Video chỉ mang tính chất giải trí vui vẻ, không cổ súy cho hành động mê tín dị đoan, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của anh Bê Quý Thành và mình là Ốc đây. Các bạn ơi, ngày hôm nay Ốc cho các bạn xem một cái đồ chơi vô cùng là mới của Ốc. Đấy, đó chính là một chiếc sàn nhún. Chắc là các bạn chưa từng thấy cái sàn nhún trong Minecraft đúng không? Thì hôm nay Ốc đã mua về cho các bạn đấy. Trời ơi, anh shipper đã ship từ tận nơi xa xôi đến tận Minecraft của Ốc luôn. Đấy, bây giờ thì mình chỉ cần nhảy lên. Đấy, cũng giống như là ngoài đời thật các bạn ạ. Chỉ cần chúng ta nhảy lên thì sàn nhún sẽ có lực giúp chúng ta bay cao hơn luôn. Đấy, giống như thế này nè. Tèo, tèo, tèo. Bay cao nào nhảy, cao nào bay, cao nào nhảy, cao nào. Mình có cảm giác mình sắp bay lên mây luôn các bạn ơi. Nhảy, nhảy đi. Tăng, 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 nhảy đi bay. Wow. Ui. Trời ơi, thật là kinh khủng, không thể tin được. Mình nhảy một phát mà mình còn có một tim máu. Ui, tôi chết rồi, ui, đau quá, đau cái mông quá. Ủa, mà Bê Quý Thành đâu rồi ta? Hôm nay có cái trò chơi mới như thế này á mà Bê Quý Thành không đến đây chơi ta. Mình phải đi gọi Bê Quý Thành mới được. Anh Bê Quý Thành ơi. 1, 2, 3, 4 4, 2, 3, 1. Hình như anh có rất nhiều đồ chơi rồi. Hello các bạn ơi, Bê Quý Thành xin chào tất cả các bạn nhé. Yêu các bạn quá. Hôn các bạn cái chụt 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 mà yêu. What the hell? Đứa nào đâm Bê Quý Thành ngay bắt nạt Bê Quý Thành, Bê Quý này, Bê Quý Thành khóc ăn vạ đấy. Các bạn ơi, có đứa bắt nạt Bê Quý Thành, đẹp trai ngất ngây con gà tây, đẹp trai nhất ở đây. Im. Anh Bê Quý Thành, sao hôm nay anh lại trở nên bé tèo 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 thế này? Ai mà biết được, lúc vào game tự nhiên anh biến thành một đứa trẻ con các bạn à. Ôi rồi, biến thành một đứa bé, bé tiếp diêu luôn, bé tiếu tiêu luôn. Wow, thế là tự nhiên hôm nay anh vào game anh trở nên bé tí à? Trời ơi, thế thì làm sao mà bảo vệ nhà khỏi quái vật bây giờ? Thế thì hôm nay em sẽ trở thành người đứng đầu team của chúng ta. Không, tuy anh bé nhưng mà anh vẫn đứng đầu team nha các bạn. Anh vẫn ngầu vì đầu anh rất là to. À, anh rất ngầu bởi vì đầu anh rất là nhiều gầu ha. Làm gì có gầu, đầu anh lúc nào cũng gội bằng bột giặt Omo sạch lắm. Ôi trời ơi, mà anh bày ra cái đồ hàng gì đây? Đây á, đây là những món đồ chơi quái vật đây, anh sưu tầm được đây. Đẹp không, đẹp không? Ốc mua không, anh bán rẻ cho 1 tỷ một cái. Mày bị điên à? Ha ha, nếu như ngày xưa anh còn là Bê Quý Thành to thì em có thể mua, còn bây giờ anh là Bê Quý Thành nhỏ thì em cướp luôn. Yeah. Thì em cướp luôn. Yeah. Ê các bạn ơi, bà ốc bắt nạt Bê Quý Thành nghe. Bê Quý Thành bị bắt nạt đâu các bạn ơi. Nhìn đây nè, Bê Quý Thành ơi, em có cái sàn nhún đây nè. Wow. Bà ốc của cái trò chơi gì vui vậy, cho Bé Quý Thành chơi với. Bây giờ Bé Quý Thành cho hết bà ốc đồ chơi kia, Bé Quý Thành chơi cái này nha. Oa, thế thì được, em lấy hết luôn. Oa, cái gì đây? Bay cao nào, nhảy cao nào, nhảy cùng Bé Quý Thành. Tèo tèo, tèo tèo tèo. Wow, nhảy cao quá, trông mình như một siêu sao. các bạn ơi, ông bắt nạt Bé Quý Thành. Im ngay, không thấy sợ à? Trời ơi, đang chơi nhảy rất là vụ cái gì kìa ơi. Nào, có trật tự không? Mau đi bảo vệ nhà, nếu không ta sẽ ăn thịt ngươi. Bé Quý Thành chuyên ngày bị bắt nạt rồi. Thôi được rồi, đi bảo vệ nhà để xem đây chống lại con quái vật gì nào. Ôi trời ơi, biến thành một đứa trẻ con này thì bảo vệ nhà cái gì? Ốc bảo vệ anh ốc ơi. Ok con dê. Bê Quý Thành ơi, ngày hôm nay anh sẽ đối mặt với một em bé khác. Đó chính là một em bé trong màu vàng. Thật là ngớ ngẩn, sao lại em bé trong màu vàng ta? Em bé mặc áo vàng. Trông nghe mày ngớ ngẩn đi, em bỏ cái đầu kia ra đi. Trời ơi, trông như cái đồ quái vật đấy, xấu xí mặt trông như quả bí. Ôi ơi, cái gì đây? Lại còn đầu rồng nữa. Thôi bỏ ra đi, xấu quá. Wow. Các bạn ơi, ông cứ dọa Bé Quý Thành thôi. Mà đây ấy,
là một đứa bé trong cái tựa game đang rất là hot ấy. Cái tựa game này tên là The Baby in Yellow ấy. Sao lại đứa bé trong màu vàng nhỉ? Em biết rồi Bê Quý Thành ạ. Em bé này ở trong cái tựa game này á, là khi mình chơi là mình sẽ biến thành một người trông trẻ á. Sau đấy á, mình sẽ phải trông em bé này nè, thay tã nè, cho em bé này ăn sữa nè, cho em bé này đi ngủ nè. Nhưng thật ra em bé này là một con quái vật. Ui thật là kinh dị đúng không? Ui thế á, sợ thế, trời ơi. Nhưng mà bé Bé Quý Thành là người tốt, không như đứa bé đây đâu nha. Bé Bé Quý Thành ngoài người tốt ra, Bé Quý Thành còn đẹp trai nhất quả đất luôn. Ôi Bé Quý Thành ơi, nhìn em giống đầu bò nè. Ông ngu như bò. Cái gì mà ngu như bò, em đánh anh nha, mau mở dương đi. Trời ơi, hôm nay bé tí bị bắt nạt các bạn ạ. Bé quá không dám làm gì ốc, sợ ốc lấy roi quật vào mông. Được rồi, để anh mở chiếc dương xem nào. Wow, nhiều đồ quá, lấy đồ đi. Yeah. Nào, mặc bộ quần áo giáp vào xem có ngầu như trái bầu không. Wow, bé nốt kiều hồng BD. Trời ơi, sao lại cho mình bộ quần áo BD màu hồng này ta? Tài chính lập giao tra tiên nữ BD. Ê Quý Thành ơi, em có cái roi này em quật anh nhá. Úi dồi ôi, cửu hồng à, cửu hồng vẫn chưa lấy chồng à. Trời ơi, còn ốc là cái gì kia, bác sĩ à, bác sĩ bị bệnh trí à. Ê, bác sĩ bị trí. À, sao bác sĩ lại đánh biếc Bé Quý Thành cửu hồng? Đừng có đùa với ninja rùa. Cái gì vậy, đừng bắn bé mà, bé có làm gì đâu. Trời ơi, các bạn ơi, bé tí toàn bị bắt nạt thôi. Có súng nha, bé Bé Quý Thành có súng nha, bé Bé Quý Thành bắn đi nha, bé Bé Quý Thành là cháu ông Trần Dần đi nha. Thôi, không chơi với anh ấy đâu. Ui, bé Quý Thành đã bắn chết to một con la, thật là kinh dị. Đâu, bắn nhầm đấy. À, ông ơi, cây cung Ender hả, có thể dịch chuyển đúng không? Đúng rồi, nhìn đây. Đâu? Hàng fake. À, không được. Hàng dởm rồi các bạn ạ. Đây này, xem cung tên của ta đây. Bé Bé Quý Thành có cung tên đóng băng. Wow, bé Bé Quý Thành nhìn bé nhưng mà bắn cung tên chuẩn phết nhở. Tất nhiên rồi, chiến binh bé tí Bé Quý Thành ngầu như đang ngồi trên dàn bầu xem đoàn tàu chạy. Trời ơi, mà em cũng có súng ấy nhá. Đây này, súng của em là một loại súng có sóng sonic. Nhìn đây. Úi trời ơi, súng lợi hại dữ vậy trời. Thôi, đừng bắn bé Bé Quý Thành nhá. Bé Bé Quý Thành là người tốt nhưng mà không học dốt đâu. Ok, bé Bé Quý Thành không bao giờ đánh bé Bé Quý Thành đâu. Rồi, bây giờ đi đập Lucky Block đi. Để cho ốc trở thành người ngốc. Còn bé Bé Quý Thành là đẹp trai may mắn nhất hành tinh này. Zombie ở đâu đây? Đó chính là cây quyền trượng tạo ra đội quân zombie của bé Bé Quý Thành kiều hồng BD. Trời ơi, bé zombie này ôm ốc không chịu bỏ ra. Oh my god. Trời ơi, đúng là phải tấn công chứ sao lại yêu nhau thế này. Được rồi, để im đặt hết Lucky Block ra đây thôi. Nhanh nào, còn đập kiếm thêm đồ. Ta sẽ trở thành chiến binh nhí giỏi nhất hành tinh. Bạn kinh rồi. Tiêu, ông ơi, đập Lucky Block đi. Ok, con dê luận. Úi ôi. Trời ơi, kẻ ngốc, ốc đúng là kẻ ngốc. Chết cả bé Bé Quý Thành và kẻ ốc ngốc luôn. Đừng có nói ốc ngốc nữa, nếu không em lấy cho anh một chưởng đấy nha. Trời ơi, làm chết hai đứa không ngốc thì là gì? Chẳng nghe lại là giám đốc. Nhưng mà lại giám đốc bị ngốc đấy các bạn. Được rồi, em sẽ treo cái đầu skeleton để xem anh có may mắn hơn không. Bé Bé Quý Thành kiều hồng, người may mắn nhất hành tinh, đập Lucky Block biến hình. Wow, rất nhiều bông hoa tặng bé kiều hồng đấy. Bé kiều hồng tặng các bạn nè. Kiều hồng Bé Quý Thành đẹp trai không các bạn? Trời ơi, tặng hoa cho những đứa hay ba hoa chả có gì hay cả. Em sẽ đập ra vũ khí cho anh xem. Vũ khí gì đấy, ở dưới hố như một con ngố thế này. Ôi ôi. Cái gì đây, ôi bé Quý Thành chết chí rồi. Cứu mình ra.
Lêu lêu, cười người hôm trước hôm sau người cười. Lêu lêu, có đứa cười mình xong rồi lại tự ngã xuống. Ôi giời ơi luôn. Bé Kiều Hồng đâu có tự ngã xuống. Ốc bắn cung tên vào bé Kiều Hồng là bé Kiều Hồng lột cổ xuống dưới đấy. Độc ác quá. Ai mà thèm bắn cung tên vào anh, em chỉ bắn lên đây thôi. Ai bảo anh đứng sát miệng quá, anh còn đứng sát miệng để còn cười nhạo em á, còn lâu đi. Đồ xấu xa dùng cung bắn ta, được rồi, bây giờ ta sẽ đập ra vũ khí siêu đỉnh lại đây. Wow, một thanh kiếm sức mạnh luôn. Tất nhiên rồi, yeah, cây kiếm mạnh nhất vũ trụ, kiếm hero, siêu anh hùng. Wow, kiếm hero, thảo nào mà đầu bê Quy Thành to như cái xô. Người thích luyện chuyện không? Chiến binh bé tí ta tiêu diệt ngươi bây giờ, đập Lucky Block đi. Ok. Ui dồi ôi, mấy cái đầu bí ngô, thôi chả lấy đâu. Rồi, đập Lucky Block Naruto. Lắm cây đuốc thế, trời đi sáng ban ngày cho mình cây đuốc làm gì trời. Mãi chả có cái đồ vũ khí nào, chán ghê. Ôi dồi, lại một con zombie. Bắn nó. Trời ơi, chiến binh ốc vác súng ra bắn chết con zombie ngu si rồi. Trời ơi, con zombie đấy đánh em tí nữa hiệu luôn á. Rồi, ta để anh đập Lucky Block nào. Ôi dồi, nó lại đi lên, con kia. Ui, ốc bắn dịch chuyển đấy. Cái gì đấy? Sao cứ biến đi biến lại hoài cả mắt đây này? Cái gì vậy trời? Đau mắt quá! Bắn! Đừng có mà đùa! Ui sao nó mạnh vậy? Vãi con zombie bay tung xác luôn các bạn ạ! Ôi dồi ôi, zombie ngu si khổ thân quá! Bị gặp chiến binh ốc ngu ngốc, bắn chết queo luôn! Quá là ngầu luôn! Ủa? Mà anh đập ra toàn bộ kim cương à? Ui! Kinh nghiệm! Ô, nhiều kinh nghiệm thế. Đồ ăn hôi của bé bé Quy Thành Kiều Hồng. Người bé tí thì cần gì nhiều kinh nghiệm. Em người lớn hơn anh em mới cần nhiều kinh nghiệm chứ. Rồi đập đi. Ui dồi, toàn con la. Thôi chúng ta không quen nhau đâu la ơi. Cây cung sức mạnh ơ, cái đồ ăn trộm. Đây chả thèm. To đầu con ăn trộm ăn cướp của bé Kiều Hồng Bình Thành đẹp trai BD. Tham lam. Đừng có mà đùa nha, nói liên thuyên em đánh ấy nha. Ui. Ui dồi chết rồi, quái vật. Oh my god. Creeper. Trời ơi, toàn cái con gì ở đây. Nó nổ chết queo ta luôn. Ta chả hiểu cái chuyện gì hết. Là Creeper đấy B Quy Thành ạ. Ui dồi, ở đây nhiều Creeper lắm luôn nè. Đúng là đồ ốc xui xẻo các bạn. Ôi, mấy con đằng kia luôn kìa. Thôi đi về nhà đi, bắn bọn Creeper ngáo ngơ làm gì. Thôi đi về thôi ha. Lát nữa có em bé đến á, Bê Quy Thành ra mà kết bạn với em bé. Không, em bé Bê Quy Thành thích chơi một mình thôi, không chơi với em bé khác đâu. Trời ơi. Nào, chờ em bé đến thôi. Em bé kêu hơn, ngồi trong nhà đợi em bé áo vàng hay con bé gì đấy đến đây nữa nha. Ốc ơi, đứa bé nó đến rồi kia kìa. Đâu, đứa bé đâu? Đây kia kìa, nó bay trên trời kia kìa. Trời ơi, một đứa bé biết bay luôn, chứng tỏ nó không phải là người bình thường rồi. Oh my god, anh Bê Quy Thành, anh có nhìn thấy tay nó cầm đầu lâu không? Cầm đầu lâu không đùa được đâu. À, mà nó là quái vật cơ mà. Đừng có mở cửa nữa, đi ra tiêu diệt nó đi. Bé bé Quy Thành làm sao tiêu diệt được bé quái vật. Thôi được rồi, để bé bé Quy Thành Kiều Hồng ra kết bạn với bé quái vật xem như thế nào. Bạn ơi, mình kết bạn với bạn nhé. Kiều mình ra. Bé vàng đánh bé Kiều Hồng cháy khét mù. Trời ơi, bé màu vàng chạy nhanh lắm, Bê Quy Thành ơi, nó còn bay được kia kìa. Trời ơi, nó cầm quả đầu lâu không đùa được đâu. Cứu bé, cứu ông Bê Quy Thành với. Ok.
đội quân zombie của bé kiêu hoàng bé quy thành tiêu diệt bé quái vật. Trời, nó bay trên trời làm sao mà tiêu diệt được. Ui. Yeah. Bung tên đóng băng. Cái gì thế ông, em đừng bắn cái cung tên dịch chuyển nữa. Thế rồi em cứ bay lung tung quá đi. Em bắn vào chỗ của nó là em dịch chuyển đến chỗ nó đấy. Ném quả này vào đầu con yellow này. Yellow này. Ui đấy. Ôi. Em đánh nó vào đầu không chịu phát nào luôn. Thế ra để anh bắn đóng băng nó để nó rơi xuống cho đội quân zombie của anh tiêu diệt. Ok ok. Ui dồi, anh bắn cái gì đây? Anh bắn lên trời à? Nó né. Nó hơi bị lợi hại đấy. Ui, nó cứ tấn công anh thôi. Ôi, bé Quy Thành kiều hồng đẹp trai nhá. Không được đánh bé Quy Thành đâu. À, dâm bánh ta này. Nó đâu rồi? Kia kia nó, cái kia bắn đóng băng nó đi. Ui anh ơi, zombie của anh ấy tẩn em này. Ai mượn em bắn nó? Ui đi. Đứa bé quái vật này, có giỏi ngươi xuống đây đi. Ngươi cho chó bay ai mà đánh được ngươi. Ngươi bay trên trời, ta chạy dưới đất thì làm sao mà đuổi được ngươi. Ui ôi anh ơi, zombie của anh ơi, cho em nghèo ơi. Ai mượn em đứng ở đây. Ô sao zombie của mình bây giờ chuyển sang đuổi mình này. Hình như là đứa bé này nó điều khiển đội quân zombie của anh luôn không ạ? Trời ơi, zombie bị ngu si à? Không được đuổi ta, dùng xuống. Ui, zombie đuổi đánh cả mình luôn. Phản chú. Dùng súng bắn nó đi ông ơi. Em lên, trời ơi, bọn zombie đang đuổi em nè. Điện giật. Điện giật à, quỷ đứa bé. Nó đâu, nó đâu? Em bắn nó bay tít bù rồi nè. Yeah. Wow. Em đừng bắn nó bay xa tít nữa. Nó bay xa cái kia làm sao mà nhìn thấy. Em sẽ bắn bằng cung tên. Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Hả? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Ui, nó biến về đây rồi nè. Để anh bắn đóng băng nó rồi em bắn nó nha. Ok ok. Bắn nó đi không? Bắn cái gì? Bắn súng hả? Đúng rồi, bắn đi. Wow, em tiêu diệt được nó. Hoan hô. Anh hỗ trợ em đây. Em bé bên Quy Thành hỗ trợ ông đây. Hỗ trợ gì chả quan tâm. Chính em là người đã headshot nó. Bằng. Nhưng mà chiến binh bé bên Quy Thành kiều hồng bắn đóng băng nó làm chậm di chuyển thì ông mới bắn được vào đầu nó, tiêu diệt đồ ác quỷ bé tí hon đấy. À thế làm sao mà Wow, thế là em bé màu hồng đã chiến thắng em bé màu vàng chứ gì. Trời, một pha bắn tên lên trời ngu người. Đúng rồi, tất nhiên rồi. Bé hồng là giỏi hơn bé vàng rồi. Ok, vậy là chúng ta hãy cho bé hồng một tràng vỗ tay. Amazing, good job em. Rồi các bạn ơi, vậy là trong video ngày hôm nay, anh bé Quy Thành chiến binh bé kiều hồng đã tiêu diệt được đứa bé ma quỷ vàng vàng gì đấy ở trong trò chơi, tự nhiên đến đây tấn công ngôi nhà của anh và chị ốc. Rồi bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Ông nhá, đừng tưởng anh bé mà em cứ bắn đạn anh nhá.